Hello anh em nha. Mình lên lại mấy cái cặp loa anh em ơi. Zalo số này trước nha anh em. Mình lên cặp loa này trước nha. Cặp này mình hối cái bên kho là có đủ rồi nha. Quay kỹ cặp này nữa anh em nào hỏi. Cặp này là hơn 11 triệu chút xíu nha anh em. Cái này là của Mỹ gì luôn nè. Cái chân nó bị gãy nhưng mà vẫn còn nha anh em. Cái chân nó giống dài nè. Ok chưa? Nó là hình vuông nha. 60 nha. Cái ngang rộng là 60 nha anh em, chiều cao cũng tương đương 60 luôn nha. Cho nên là một cái shop này. Còn đây thì nó vô điện rồi nhưng mà nó chưa hát nha, nó đá cái đèn đỏ đây. Cái đèn này nó báo là đèn project này, báo vợ nha. Con này là 4,5 triệu luôn, xa luôn, bán hết giá luôn nha anh em. Con này nhanh gọn luôn, 11,5 triệu. Đây có con cối telefuken này, con này cũng hát ngon lành nha. Đó. Con dưới là 3 triệu bán luôn này. Pioneer Center 9 nha, nó bơ gấp vô đây. Quay đi, anh em là thích con nào thì mình test cho. Con này Sony 1,5 triệu này, đầu câm. Con này có cái lo đàn này, 1,5 triệu. Cái đây là cái bao nha, cái bao của Sony. Cái bao này là 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu bán nha. Con này 1,5 triệu. Nhớ nha anh em, Zalo số này nha. Rồi con này nữa nè. Con này kêu một lần nữa nha, 17,5 triệu. Giá trên like luôn nha. Anh em nào chơi thì nhắn cho mình nha. Còn con này có mấy anh em hỏi nhưng mà giờ mình nói luôn nè. Con này không phải radio, nó là một cái lo, nó có công suất, nó chạy bóng đèn luôn nha. Nó là mono, hàng Mỹ, còn sống luôn. Bữa mình game điện mình test nó còn ù nha. Con này là 2,000,000 này. Cặp này 4,5 triệu. Con này 2,000,000 luôn, con này gia cố Mỹ nè. Rồi, nhiều nha anh em, nói chung là đồ cũng tùm lum hết á, thì mình quay khúc dưới nó thôi nha. À quên, cho cái này nữa nè anh em. Cái này là băng cối nha, băng cối này là nó 600,000 một miếng nha, anh em là lầm hết tính 600 luôn. Xá luôn anh em ơi, nè. Được không? Hàng Mỹ nha, cái sợi thì anh em sợi dùng được cái gì dùng nha. Còn cái dây của nó thì hên xui nha, đấy. Đó, ok chưa? Nói chung là nó cũng đầy hết á, chứ nó không có thiếu đâu. Cái như cái này là thiếu dây nè. Được không? Đó. Nói chung riêu là mình bao nha. Anh em cân đối giá thị trường rồi chơi được thì chơi nha. Nhưng mà cái này nó móc quá, nhưng mà anh em tua ra là nó hết này, thấy không? Ý là mình cho nó quay băng lại là nó hết. Ok chưa? Đào như cái đây nè anh em, thấy không nè. Cái này mình nghi là nó nhiều lớp này nè anh em ơi, hay là nó là dạng như anh em phải xá ra, bên trong của nó có một cái lớp cách á. Mình nhớ vậy thôi chứ cũng chính xác nha. Nói chung dây là nhiều phải xử lý lại. À chà, cái này là nhựa nè. Anh em có nhu cầu thì mình sẽ coi thứ ơi nhựa bao nhiêu cái nha. Chứ mà hình như nếu mà anh em lấy hết luôn á thì mình tính 600,000 mà giờ sao nó lòi ra cái nhựa ở đây. Cũng đâu có coi rồi nè. Nói chung là 600,000 một miếng lùa hết đâu nha anh em. Đây hình như 17 cái. Còn cái loại này là Dứt hết luôn 3 cuốn luôn nha, 1,3 triệu luôn nè. Ok chưa, 1,3 triệu cuốn, là có nhạc rồi nè, có nhạc luôn nha. Rồi ok anh em nha. Đó anh em nào chơi thì Zalo số này nha. Chỗ đây có con xà ba nè. Con nó ra được 2 lon rồi nha. Luôn con này 3,850,000. Đây là âm ly nha, từ 2,000,000 là có rồi nha anh em. Âm ly nhiều lắm nha. Cái này là cái đóng ở dưới này thôi, chứ còn mình môi trong nhà còn rất là nhiều âm ly đất nha. Rồi chào anh em nha. Anh em nào chơi thì Zalo số này nha. Zalo là mình tiếp cho nó lẹ nha anh em.